Sarah nhảy xuống nước bơi. Có một thi thể bị trói tay trói chân chìm xuống dưới đáy nhưng cô chỉ mải bơi không hề phát hiện. Đợi khi cô ngoi lên khỏi mặt nước và nhìn lên bờ, hai con cùng trường hay bắt nạt lại lấy đi quần áo của cô. Cô cầu xin bạn cũ của mình là cô Jo giúp đỡ, nhưng Sarah nhận lại được sự phản bội. Trước khi đi, cô Jo còn lấy đi cái khăn tắm cuối cùng của Sarah. Sarah hoảng hốt lập tức bơi lên bờ. Cô rất rõ trông chờ vào bọn họ trả lại đồ là điều không thể. Nơi này cách nhà rất xa, nhân lúc buổi trưa vắng người, Sarah chỉ có thể mặc bộ đồ bơi đi nhanh trên đường. Không ngờ mới đi được một đoạn thì đằng sau lại có một chiếc xe. Thanh niên trên xe sau khi nhận ra Sarah đã bấm còi liên tục để giục cô, còn cười nhạo là con lợn, kêu cô nhất định phải cẩn thận đừng làm sập cây cầu phía trước. Thậm chí còn dừng xe sờ mó Sarah. Muốn tránh chuyện tương tự, Sarah đã chọn một con đường tắt về nhà. Nhưng mới đi được một đoạn thì phát hiện phía trước có một chiếc xe van màu trắng. Lúc mà cô đi qua đó một cách cẩn thận, nhẹ nhàng, thì đột nhiên có một cô gái chui ra từ sau xe. Đó chính là bạn cùng trường Maika vừa nãy bắt nạt cô. Cô ta mặt toàn máu và đang khó thở. Một người đàn ông đi ra từ đằng sau xách cổ cô ta lên. Tiếp đó Sarah nghe thấy tiếng ô tô đóng cửa. Sarah vô cùng căng thẳng. Sau khi ô tô xuất phát và đi qua, tài xế chỉ là nhìn một cái rồi tiếp tục đi. Nhưng ô tô không cẩn thận bị chết máy ngay trên đường. Sarah dừng lại để quan sát thì có một bàn tay dính máu vỗ vào cửa sổ. Nhìn vào cái nhẫn và dây chuyền trên tay, Sarah nhận ra ngay người trong xe chính là cô Jo. Tài xế nhìn chằm chằm vào Sarah thông qua gương chiếu hậu. Cô Jo bị nhốt trong xe cũng nhìn thấy Sarah. Cô ta đánh thật mạnh vào cửa sổ kêu cứu. Tài xế nghe thấy động tĩnh lập tức khởi động lại xe muốn rời khỏi đây. Thấy không khởi động được nên đã mở cửa nhưng ông ta không xuống xe. Sarah lúc này sớm đã bị sợ đến nỗi tè ra quần rồi. Còn tài xế nhìn thấy cảnh này đã lấy ra một chiếc khăn từ trong xe, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Rất nhanh Sarah đã hiểu ý của tài xế. Cô từ từ giơ tay lên rồi gật đầu với tài xế. Cô Jo thấy tình hình không ổn, tiếng kêu cứ càng lúc càng to nhưng Sarah vẫn mặc kệ. Tài xế đóng cửa rồi rời khỏi hiện trường. Chuyện kể ở một thị trấn nhỏ của Tây Ban Nha, Sarah trốn trong cửa hàng thịt của bố mẹ. Cô rất ngưỡng mộ cuộc sống của các cô gái khác, ngày nào cũng lặng lẽ xem video của họ. Hôm nay cô Jo đến đây mua thịt, cô gái đi cùng là đã lén lút chụp một tấm ảnh, mới đó cô Jo đã đăng lên mạng rồi. Lúc Sarah đi vào nhà kho lấy thịt thì nhìn thấy tấm ảnh đó, trên đó ghi là con béo đáng ghét. Sarah cảm thấy chán nản nhưng lỡ tay bấm vào màn hình, thả tim cho tấm ảnh đó, cô lập tức hủy và trút giận lên con lợn bên cạnh. Sau khi cô Jo lấy được thịt thì khoe vòng tay của mình cùng bạn trai Bezo đi xe máy hóng gió. Trên đường đi qua bể bơi thiên nhiên của thị trấn, bên cạnh có một chiếc xe van màu trắng, chủ xe đang hóng mát ở bể bơi. Ông ta chỉ là nhìn nữ phục vụ một cái đã bị người đàn ông phía trước chửi cho một trận. Không biết rằng tí nữa mình sẽ bị tài xế cho lên bàn thờ. Mỗi khi đến trưa ở bể bơi mọi người về hết. Đợi mẹ ngủ say, Sarah sẽ mang theo ba lô nhỏ của mình, vừa nghe nhạc, vừa đi bộ đến bể bơi. Trên đường đi qua đồn cảnh sát, không để ý nên Sarah bị chó cảnh sát dọa cho một cái. Sarah rất thích bơi vào lúc vắng người, thời gian buổi trưa là cơ hội tốt nhất. Lúc mà cô chuẩn bị xuống nước đột nhiên một người đàn ông ngoi lên, khiến Sarah giật cả mình. Ông ta không hề động đậy, nhìn chằm chằm vào Sarah khiến cô nổi da gà. Tiếng gọi của các cô gái ở phía xa đã cắt ngang họ. Nhóm Maika nhìn thấy Sarah đến bơi lại bắt đầu mỉm mai, mắng Sarah toàn thịt ba chỉ, còn cả khiến cô có bạn trai rồi mà chả nói với họ. Vì muốn tránh xa những lời tục tĩu của Maika nên Sarah lặn xuống nước. Đợi khi cô ngoi lên thì tài xế đã rời khỏi bể bơi. Đột nhiên một cái vượt úp vào đầu cô. Nhóm Maika đến bên bờ tiếp tục bắt nạt cô. Sarah vất vả lắm mới bỏ được cái vượt ra, nhưng lại bị Maika úp trở lại một cách dễ dàng. Nhìn qua lưới, Sarah thấy chiếc xe đã rời khỏi cầu. Cô bắt đầu cầu cứu bạn của mình là cô Jo. Nhưng cô Jo không những không giúp, còn lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Sarah chỉ có thể nhấc cái vượt ra rồi lặn xuống nước. Tiếp đó đã xảy ra cảnh đầu phim. Tài xế chỉ vì một câu nói của người đàn ông nên đã tiễn người đó lên bàn thờ, tiện thể còn bắt cóc luôn cả nữ phục vụ. Cũng không hiểu tại sao tài xế rất đồng cảm với Sarah béo ú, cho nên đã giúp cô giải quyết ba rắc rối. Sarah thấy chiếc xe đã rời đi vẫn rất hoang mang, nhặt chiếc khăn khoác lên người rồi trở lại đường lớn. Khi đi qua đồn cảnh sát thấy Sarah có gì đó không ổn nên hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Không dám đáp lại, Sarah đi nhanh hơn. Sau khi về nhà, Sarah không dám cho bố mẹ biết, vội vàng chạy lên tầng 2. Sarah đang tắm nhưng tiếng kêu cứu của cô Jo ở trên xe văng vẳng mãi không thôi. Trái tim hoảng hốt khiến cô không để ý đến âm thanh bên ngoài. Cho đến khi mẹ mở cửa phòng tắm cắt ngang cô, mẹ luôn nghiêm khắc với cô. Bà không hỏi lý do đã sai đến cửa hàng phụ giúp. Sarah trở về phòng lấy ra hòm bí mật của mình, trong đó có bánh ngọt mà cô thích ăn nhất. Sau đó mở laptop ra, nhìn vào tấm ảnh mà cô Jo đã chụp sáng nay và các bình luận đầy ác ý. Sarah đã chửi cho chúng một trận, quyết định che giấu chân tướng. Cô đến tạp hóa mua đồ. Cô chú ý đến dây chuyền ở tay phải nên cô đã kiếm một cái kéo cắt đứt nó rồi vứt dưới đất. Đằng sau xuất hiện một người đàn ông nhặt nó lên. Sarah mải mê thưởng thức kẹo mút mới mua, không hề chú ý đến chiếc xe van trắng ở bên cạnh. Đi vài bước cô dừng lại. Trên đường có rất nhiều người đang bàn tán chuyện xảy ra ở bể bơi. Mẹ của Sarah biết cô ngày nào cũng đi bể bơi, cho nên sau khi biết bể bơi xảy ra chuyện, lập tức đưa đến hiện trường. Trên đường đi, chiếc xe van màu trắng vẫn bám theo.
Nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, Sarah thấy bể bơi đã bị căng dây cảnh báo. Khi biết vừa vớt lên xác của một người đàn ông, Sarah đã nôn luôn tại chỗ. Mẹ cô vội vàng nói với cảnh sát buổi trưa Sarah có đến bể bơi. Nhưng Sarah có tật giật mình không dám thừa nhận. Đành phải nói dối là buổi trưa mình ra sông để tắm. Và rất tức giận hét vào mặt mẹ, nói người ở bên ngoài cười nhạo mình giống lợn. Nhưng mẹ lại không làm gì cả. Khi mẹ nhận ra tình hình của Sarah rất kinh ngạc. Sau khi lên xe đã quyết định giúp con gái thoát khỏi tình trạng này. Tiếp đó mẹ đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhưng chỉ cho Sarah một đĩa salad, kêu cô giảm béo từ bây giờ. Cả nhà cũng vô tình biết được hàng xóm cô Jo cũng hay bắt nạt Sarah. Đúng lúc này mẹ của cô Jo vì không liên lạc được với cô ta nên đến hỏi Sarah có biết cô ta đang ở đâu không. Mẹ Sarah rất thẳng thắn, không hề che đậy, nói ra hết chuyện về nhóm bắt nạt Sarah rồi đổi luôn mẹ cô Jo ra ngoài. Lúc này Sarah cũng nhận ra một chuyện, điện thoại của cô ở trong ba lô, cho nên cô lén lút lấy điện thoại của bố đến con đường tắt đó ngay trong đêm. Vừa gọi điện vừa tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện một số dấu vết đáng nghi. Cô nhặt thứ ở dưới đất lên, đó là móng tay của con gái. Đột nhiên đằng sau có tiếng chuông, quay đầu lại thì là một con bò đực bị lạc. Sarah tiếp tục đi theo vết máu tìm kiếm, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Sarah nhanh chóng thấy ba lô ở cạnh một cây đèn. Lúc mà cô tò mò nhìn vào hướng đèn chiếu sáng thì đằng sau bỗng có ánh đèn. Hóa ra tài xế vẫn cứ đi theo cô. Sarah sợ hãi, hai người nhìn nhau không nói. Đúng lúc này có tiếng ô tô đi đến. Tài xế thấy vậy liền kéo tay Sarah đạp đổ đèn chiếu sáng bên cạnh rồi rời đi. Nhóm phụ huynh có con mất tích do mẹ của cô Jo dẫn đầu, dựa vào định vị trên điện thoại đến đây. Tài xế nhặt điện thoại lên liền lập tức tắt máy. Ông ta vô cùng có thiện cảm với Sarah nên tha cho cô. Nhân lúc trời tối, Sarah đã tránh đội tìm kiếm và chạy về nhà. Đội tìm kiếm đã tìm thấy xác của nữ phục vụ ở hồ bơi, biết rằng con gái chắc chắn đã gặp bất chắc, mẹ cô Jo đã ngất xỉu. Về đến nhà, Sarah gặp bạn trai của cô Jo, Pedro chất vấn cô. Hắn biết trưa nay Sarah có ở hồ bơi đó và cô đang nói dối cảnh sát. Vì cô Jo đã đăng đoạn video bắt nạt cô ở hồ bơi lên mạng. Cùng lúc này mẹ Sarah đã phát hiện ra một chiếc khăn không phải của con gái mình, trên đó lại có vết máu. Thấy chuyện bất ổn, bà lập tức đi tìm Sarah. Mẹ cô Jo cũng đi đến tìm cô. Pedro không che giấu cho Sarah nữa mà nói chuyện Sarah đã nói dối cảnh sát. Trong lúc họ đang chất vấn Sarah thì mẹ cô đến kịp và cứu cô. Để bảo vệ con gái mình, mẹ Sarah đã đánh nhau với mẹ của cô Jo. Cảnh sát phải đến giải quyết mọi việc mới dừng lại. Tài xế đang núp ở gần đó đã chứng kiến tắc xe à. Cảnh sát hỏi chuyện, Sarah có nói chuyện mình đến bể bơi, nhưng cô không hề nói chuyện gặp tài xế, mà chỉ nói chuyện mình bị ba người đó bắt nạt, rồi mặc đồ bơi đi về. Cảnh sát cảm thấy Sarah có che giấu một điều gì đó hết lời muốn Sarah giúp đỡ. Lúc Sarah định nói ra thì mẹ cắt ngang lời cô, và cho rằng con gái mình đã kể hết sự thật nên kéo cô rời khỏi đồn cảnh sát. Khi mẹ và Sarah ở đồn cảnh sát, tài xế đã lén lút lẻn vào phòng của Sarah. Lúc ông ta đang quan sát phòng Sarah thì bố cô đi vào. Tài xế nhanh chóng quay người lấy đồ đập vào người ông ta. Mẹ kéo Sarah vào nhà đóng cửa lại. Bà chất vấn cô sao lại có chiếc khăn dính máu này ở trong nhà. Tại sao lại nói dối mẹ? Tuy mẹ là muốn giúp Sarah nhưng cách nói chuyện lại rất hung dữ. Điều đó khiến Sarah bị áp bức trong thời gian dài. Không chịu được nữa liền cãi nhau với mẹ một trận nảy lửa. Càng nói càng kích động, càng nói càng quá khích, cuối cùng cô hét lên muốn mọi người chết hết. Mẹ nghe đến đây cũng không nhịn được nữa. Khi bà giơ tay lên định tát cho Sarah một cái thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của bà. Tiếp đó bà ăn một đòn của tài xế. Sarah ngơ luôn tại chỗ. Đột nhiên trên nhà có tiếng động, hóa ra là em trai dậy để đi vệ sinh. Cậu gọi mẹ mang cho mình cuộn giấy vệ sinh. Tài xế ra hiệu cho Sarah đừng phát ra tiếng. Thấy cậu bé nói không ngừng, ông ta rút dao ra đi lên nhà. Cũng may Sarah kịp thời cản ông ta lại. Nhìn vào tài xế, Sarah lắc đầu. Không ngờ tài xế rất nghe lời, cất luôn con dao đi và lấy luôn một khẩu súng săn rồi kéo Sarah ra khỏi nhà. Hai người lên xe đi ra đường cái, không ngờ con bò được xuất hiện, làm tài xế không kịp phanh đã đâm thẳng vào con bò. Sarah ngất xỉu ngay tại chỗ. Tài xế sức khỏe đã bế Sarah từ từ đi vào căn cứ của mình. Khi Sarah tỉnh lại đã là ban ngày rồi, nhìn mọi thứ xung quanh, Sarah không dám tin vào mắt mình. Rất nhanh cô đã tìm thấy hai người bắt nạt mình, không ngờ hai người vẫn còn sống. Sarah thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức đi lên cởi trói cho họ, nhưng mới cởi được tấm vải bịt miệng cho cô Jo, cô ta đã hỏi liên tục cảnh sát đang ở đâu, tại sao lại chỉ có mình cô. Sarah giải thích với họ mình rất sợ nên đã không dám báo cảnh sát. Nghe đến đây cô Jo gào lên đổ hết lỗi cho Sarah. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô. Chắc là tài xế đã về. Micah kêu Sarah cởi trói cho mình trước, nhưng cô Jo lại kêu cô đến giúp mình. Sarah cũng rất là nghe lời, chạy hết bên này lại sang bên kia, cuối cùng không cởi trói được cho ai hết. Cô Jo bực mình chửi cô là đồ ngu. Sarah không nhịn nỗi liền đẩy cô Jo đi theo dòng dọc sang bên kia. Quá hoảng sợ, cô Jo đã nhận lỗi, cầu xin Sarah giúp mình. Bước chân càng lúc càng gần, Sarah đành chạy đi trốn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tài xế nổi giận bắt đầu tìm kiếm Sarah khắp nơi. Sarah chui vào hang cho trốn ở đó nhưng lại vô tình nhìn thấy xác của cô bạn hay bắt nạt mình kia. Quá hoảng sợ cô gào hét lên kêu cứu, nhưng tài xế lại ôm chặt lấy cô, an ủi cô đang hoảng hốt. Sau đó đưa con dao cho cô, tài xế nói với cô rằng khoảng thời gian bị bắt nạt đã qua rồi, đã đến lúc để họ nếm mùi bị bắt nạt rồi.
Sara hét lên nhưng lại quay người lại nhắm vào tài xế ở sau lưng. Sau một phen giằng co, tài xế chết trong vũng máu. Tiếp theo đó, Sara nhặt khẩu súng săn của bố lên. Maika không hiểu tại sao liền hỏi con lợn mày định làm gì hả? Và thế là ăn một viên kẹo đồng của Sara. Cô nhấc súng lên lần nữa, mục tiêu lần này là cô Jo. Cô đôn ăn nỉ Sara tha mạng cho mình, sau này sẽ không gọi cô là lợn nữa, nhưng Sara vẫn bóp cò không hề do dự. Sara vứt bỏ khẩu súng săn đi ra ngoài. Cô Jo ngồi dậy một cách khó khăn, Maika thì vừa tháo dây cho mình vừa chửi đồ con lợn. Trên đường nắng vàng, Sara chân trần bước đi về nhà. Qua trận chiến này, Sara đã gạt bỏ được sự tự ti chiếm ngự ở mình bao lâu nay. Từ giờ phút này sẽ là một Sara tự tin và kiên cường. Bộ phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim sau. BB.